chào tay, chào. Và kính mời quý vị nghe nhạc phẩm Thắp Lửa Tự Do. Nhạc phẩm này để cổ động cùng tất cả đồng bào của Việt Nam đang đứng lên để lật đổ cái chế độ cộng sản độc tài. Xin quý vị, khi chúng tôi hát đứng lên thì quý vị đứng lên và cùng nhịp một nhịp để cho chúng tôi và thắp lửa cho tự do cho Việt Nam.